Xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng mình đi ăn cam chạch ha. Mình có hấp dẫn chưa? Kim chi bắp cải nè, kim chi bè chua nè, ớt, bánh chanh. Mà cả nhà ăn nha. Buổi trưa rất là đông khách. Không gian ăn rất là đẹp. Ngồi trên lầu nhìn xuống đường. Quán rất là đông luôn. Miếng thịt rất là rục ngon, chấm với nước phù tạc. Cơm thế nào? Cơm gạo rất là dẻo. Một tô như thế này được hai miếng thịt. Bye bye cả nhà nha.